ngược dòng sông bé, đánh bắt cá và hái nho rừng. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở làng 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để đi hái nho rừng. Cái này là cái ngách sông bé à? Đây là lòng sông khu vực chúng tôi đi hái nho rừng. Đây, tôi đang phát hiện một lùm cho rừng các bạn này. Chúng tôi đã phát hiện đó là một dãy cây nho rừng và đang trong mùa cho ra trái. Dưới là nước, trên là những cái tàn xanh phủ phía dưới. Đây này. Đúng rồi, chính xác ạ. Quả chín này. Có quả chín này. Vừa ra ra. Ừ. Đây là lá nho rừng này. Lá nho rừng, đặc điểm của cây nho rừng là thân dây, và trên thân dây lá kép có màu lông hồng. Đây là thân dây bò. Mặt sau của lá nho rừng. Mặt sau lá nho rừng. Thân nho rừng này dài về mấy 20 mét các bạn. Tôi đã phát hiện một thân cây nho rừng rất to các bạn này. Có thể các bạn thấy không? To bằng cắn liềm các bạn ạ. To cắn liềm luôn. Này khô rồi em ơi. Một thân dây các bạn thấy không? Nhiều chùm nho lắm này. Là giống nho rừng được thiên nhiên ưu đãi. Quả ăn có mùi vị chát, hơi ngai ngái. Ngâm rượu uống rất bổ cho sức khỏe. Một món thiên nhiên rất tuyệt vời các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Có thể ăn này. Đã ha. Ngon, ngon lắm. Anh ngoài ngâm rượu ra còn làm gì á? Cái này ngoài ngâm rượu ra thì để ăn. Rồi uống nước trà rất thơm, ngon. Vậy hả? Tuyệt vời. Ồ, tuyệt vời quá. Như chim hay gì nó ăn rồi này. Dạ. Yeah. Chua chua nhốt này hả? Ừ, chua chua nhốt. Ui, dưới gốc này. Quá trời luôn này. Ui giời, phát hiện dưới gốc nhiều lắm này. Trời ơi này. Ngon không? Quá hấp dẫn hả? Ngày về mà mấy cái bình rượu chứ. Đây là một chùm nho rừng đã chín vào trong thời gian là trái đã cho ngả màu. Từ màu xanh qua màu trắng, màu vàng và qua màu tím các bạn ạ. Một chùm nho rừng thiên nhiên. Quả rất tuyệt vời. Hồng luôn đó. Bỏ trên này, đây là chuối không? Đây là chuối cho thơm.